Xin chào các bác, em là Tuấn Bắc ạ. Hôm nay em thấy chuối xong rồi em cho bao tải, xong rồi dùng cái tủ bóng kính này đóng đây. Chuối em sấy này các bác này, nhìn chất lượng không? Để mùi thơm của ngọt của chuối các bác. Cái chuối này thì em làm rất là lâu và rất vất vả. Nếu mà làm đơn giản thì thực ra em chỉ mua cái mang cái chuối quả chuối rừng về em luộc lên cho cái vỏ nó mềm, bởi vì cái quả chuối rừng nó rất là cứng như đá luôn. Cho nó mềm xong là bóc vỏ ra sấy thì là nó làm nó thành kiểu như là nó chuyên nghiệp và nó được nhiều hơn đấy. Tuy nhiên em không làm vậy các bạn, em đợi nó chín. Đợi chín để nó tạo ra cái độ đường ở trong cái quả chuối này, rồi em mới bắt đầu bóc vỏ ra. Lúc cái vỏ nó cũng mềm rồi thì mới bóc ra, không mới bắt đầu là mang về sấy. Em sấy khô đến mức độ đây. Bây giờ nó cong cong như là cục gỗ ấy. Đấy. Nó rất là thơm như cục gỗ này. Đây như này là ngửi thôi đã thấy cái mùi đường rất là ngọt rồi. Đấy. Thì bắt đầu em mới bán cho các bác. Em bán là 100 một cân. Loại này em làm cẩn thận và các bác ngâm một phát thì từ giờ đến Tết uống thì ngon cực kỳ luôn. Em đảm bảo các bác mua của em về ngâm uống xong thì chắc chắn sẽ mời em tiếp. Vì nó rất ngon. Bởi vì em làm cẩn thận lắm. Đây xong rồi lại đóng túi cẩn thận này. Đây đóng túi cẩn thận xong mua gói chống ẩm. Mua gói chống ẩm này để bởi vì em làm khô bằng em làm khô bằng bằng chỉ sấy không, cho nên là em đề phòng nấm mốc thì em bắt đầu em như này. Đấy, một túi như này có 100.000 các bác, có thể làm quà biếu tặng nhau rất là đơn giản, rất là dễ. Em mua những cái túi bóng như này các bác này. Mua những cái túi bóng là đắt lắm. Đây. Mua túi bóng này để em đóng vào cho nó đẹp. Và hai nữa là nó đảm bảo đây đấy. Còn từ chuối hột thì em lại làm ra ba cái. Có những quả chuối nó chín quá thì em sẽ lấy cái hạt nó thôi. Lấy mỗi cái hạt này thôi. Thì em bán là 100 một cân hạt này. Hạt này các bác về sao vàng xong rồi là hạ thổ. Thì chữa bệnh sỏi thận cực kỳ tốt luôn, chuối rừng đấy. Còn một quả chuối xanh này là cả vỏ thì có người muốn sử dụng cả vỏ thì em thái ra thì 50.000 một cân. Lấm lim thì em bán là 250 một lạng. Lấm lim xanh em sử dụng như này, em bẻ nó ra đây, ví dụ một cái lấm như này em đây em để túi riêng để em dùng, em uống nó đơn giản lắm. Rồi em muốn bẻ ra, ví dụ một cái này em bẻ ra. Để ra xong đầu là em thả cái bình trà này. Đây em nghiện nước chè thì em thả cái bình này. Đây em thả cái bình này xong đầu là mỗi lần em thả tầm 3-4 lát vào. Thả vào xong đầu là lúc rót trà ra uống thì em uống luôn. Bởi vì cái này nó uống nó hơi khó vào. Đấy, đây lấm lim xanh. Em uống quanh năm luôn. Thực ra em muốn kiểu như là cơ thể mình khi mà các bác mà vận động thể dục thể thao nhiều thì có thể là không cần sử dụng. Nhưng mà khi người là vận động thể thao mà ít ấy thì những cái độc tố trong người chưa thải được ra thì cái này nó sẽ hỗ trợ thải ra. Đấy. Và nếu có bệnh dạ dày hay là những cái về đường máu các thứ như nào nó sẽ giúp là thông nói chung là như em phát hiện ra những cái này là từ lúc em uống vào thì thấy sức khỏe các thứ là nó ok lắm. Còn quả sim này thì tác dụng nó không quá nhiều các bác. Quả sim này là người ta lấy khai thác đến mùa thì người ta lấy quả, nhưng mà cái quả này rất là hói om, là nó toàn mọc lúc nó ra quả thì lại vào mùa mưa. Mà quả này có độ đường rất là nhiều, nếu mùa mưa thì nó hay bị hỏng thì em khai thác về phát này em sấy luôn. Chứ nếu em bán tươi thì em cũng bán, chỉ bán tươi một thời gian ngắn đó. Quả sim bán 150. Còn lụ tam thất thì em mua tam, cái này là anh của em là mua tam thất tươi về xong rồi cho vào lò sấy khô xong rồi đóng vào này cẩn thận. Còn tam thất nếu mà không đóng vào cái lọ này thì để trong cái túi bóng xong rồi là nó sẽ một thời gian sau nó ngả vàng. Nhưng đây của em này, túi em lấy về cái 2-3 tháng rồi nhưng mà vẫn còn xanh này. Cái này là các bác nào hay mất ngủ thì uống vào thì ngủ rất là ngon. Nếu trong tất cả các loại thì tam thất đứng đầu trong những loại mà để trị bệnh mất ngủ ấy. Còn củ này thì đắt hơn. Củ này 800 một lọ này cơ. Lọ này có 2 lạng thôi. Đấy.
Cái này là mua củ tươi về sấy xong rồi chẻ nó ra này. Đấy. Chẻ nó ra xong rồi mới sấy. Đấy. Vẫn còn những cái rễ bé nữa các bạn. Còn tam thất nếu mà khai mua trực tiếp của những người nông dân ở bên Trung Quốc trồng ấy, nông dân Trung Quốc trồng nó họ phơi khô họ như này. Họ cắt hết rễ bé đi, thế này. Cái này em bán có 800 một cân thôi. Nhưng cái này không, nếu mà để mà cẩn thận thì dùng cái loại này. Em còn có cả đông trùng hạ thảo nữa cơ. Đây, đông trùng hạ thảo làm khô nữa cơ. Xong đóng vào cái túi lọ thủy tinh này. Cái này hơi đắt 750 một lọ cơ. Lọ này được 2 lạng khô. 1 2 lạng. 1 2 lạng đây. Cái này lấy về ngâm rượu. Chắc em ngâm bình. 750 một lọ. Còn hạt thủ ô chế. Đấy, hạt thủ ô chế này thì có nghĩa là chế với đỗ đen. Đấy, chế đỗ đen xong hết rồi, nó thành từng miếng. Gần như nó thành thục rồi. Còn đây là đỗ đen là để riêng ra để các bác mua thì gửi cùng với đỗ đen này. Nó cũng có tác dụng cùng. Thì các bác uống cùng. Đây, hạt thủ ô này là 400 một lọ. Đây mấy đồ ngâm rượu. Hôm nay mấy bạn lan kiếm vàng ánh bầu thì em trồng ngoài kia rồi. Tí chiều mà em trồng lốt. À, mật ong khoái đây. Năm nay thì trời nó không lạnh mấy cho nên là ong khoái mùa thu đông vẫn thu hoạch được mật chất lượng rất là ok. Màu vàng rất là đẹp. 350 một lít. Mọi năm thì mùa này em đã không bán mật ong rồi nhưng mà năm nay thì lại có. May mắn thế. Bên ngoài này vẫn là mấy loại vũ lữ. Với cả đen rô. Đen rô này nó bắt đầu hoãng tàn rồi, 50.000 một chậu thôi. 50.000 một chậu. Hoa nó bắt đầu tàn. Còn đen rô mili thì hoa nó cứ liên tục. Đấy. Lở quanh năm thế. Đen rô mili thì 2.000 một khóm thôi. Một chậu như em trồng như này là có 2 khóm rồi các bạn. Đây. Em trồng với vỏ thông với than củi thế thôi. Cũng không cầu kỳ nhiều, mấy cái loại đen rô mili này thì đơn giản lắm. Đấy. Nó có khá nhiều mặt hoa. Đen rô mili 2.000 một khóm. Ở địa lan hoàng kim bảo thì em vẫn bán là 200 một chậu. Hoàng kim bảo đây thì năm nay đẹp hơn và giá rẻ hơn năm ngoái. Năm ngoái một chậu 5 thân là 250, còn năm nay thì một chậu 6 7 thân như này, 3 4 ngồng nụ nó 200.000. Năm nay cái này có thể chuyển phát chậm được vì đóng bầu hết rồi. Em lấy giấy bịt cái này vào là gửi được. Còn mạc xuân thì cũng có lụ à. Đây mạc xuân em bán là 80.000 một cân. Ở Di Linh Xuân thì em vẫn bán là 200 một chậu. Di Linh Xuân thân nụ. Nó sẽ sổ hoa vào năm nay các bạn. Nó sẽ sổ hoa mùa xuân năm nay. Giá thể nó đơn giản thôi, các bác về cho thêm vào bởi vì là cái này là người ta trồng là để cố mục đích là để cho nó càng nhẹ chậu và để cái vấn đề khi mà chuyển phát thì nó sẽ tốt hơn. Còn ở bên đài bên Việt Nam mình thì hay làm thế này. Còn bên đài bên Thái thì họ hay dùng cái bọc lớn trắng. Chồn trắng thì em vẫn bán thanh lý là 100 một chậu này. Chồn trắng em còn nhiều lắm. Đây kiếm vàng cánh chim. Vàng cánh chim vẫn là 450 một thân. Bên ngoài này là địa lan thanh ngọc. Đấy em có thể tách được những cái cả những hai thân này. Hai thân hoặc ba thân này. Ba thân này em có một lụ. Đấy em tách ra. Các bác cứ lấy thì em gửi đấy. Còn các bác lấy cả chậu tầm 8 9 10 thân. Ví dụ 8 thân này. Đấy. 8 thân là 80.000 một thân, 8864. Ở đây có một chậu phi điệp lai trầm. Một chậu phi điệp này lai với trầm này. Nhìn cái đốt nó dài này, lá nó dài hơn này. Còn trầm thì lá nó dày hơn và lá nó võng sang hai bên. Đây là phi điệp. Một chậu này có 200.000 thôi các bạn. Em có duy nhất chậu này. Còn những cái chậu phi điệp Lào thì em vẫn bán là 100 một chậu. Đây. Những chậu phi điệp Lào này em làm nhẹ lắm, một cái chậu này chưa đến 5 lạng, 100 một chậu. Còn phi điệp trắng đài. Phi điệp trắng đài em bán là 130 một chậu. Trắng đài em trồng thuần hết rồi. Mà tất cả em trồng đều rất là nhẹ bởi vì ở bên dưới này em lót xốp rồi. Đấy. Còn tổ quạ. Tổ quạ em đang tổ quạ bắt đầu mọc mầm hết rồi. 15.000 một cây. Em cố gắng chọn những cây đẹp đẹp nghe cho các bác. Để các bác về trồng phi điệp. Kiếm lô hội. Kiếm lô hội em bán là 50.000 một cân. Số lượng không hạn chế, bao nhiêu cũng có.
Các bác lấy từ 10 cân là sẽ giá chỉ còn 40.000 thôi. Lấy từ 20 cân là giá chỉ còn 30.000 thôi. Thì các dòng phi điệp giao hạt này. Trầm rồng đỏ thì trầm rồng đỏ đứng ngọn hết rồi. Trầm rồng đỏ một chậu 200. Trầm rồng đỏ hai thân. Đấy các bác lấy về trồng, thân to mập lắm. Nhìn thực tế nó mập hơn lúc này em quay video này. Trầm rồng đỏ đây. Số lượng rất là nhiều, có thể chọn được cho các bác những chậu rất là to đẹp. Chậu bé em để lại để em trồng sang năm. Trầm rồng đỏ 200, còn năm cánh trắng họng hồng thì vẫn là 150. Họng hồng 150. Cát giống. Cát giống còn mấy chậu thôi, 40.000 một chậu. Đây những chậu phi điệp Lào rất là khỏe, to. Còn hoàng hậu hoa xanh. Hoàng hậu hoa xanh 50.000 một chậu hoàng hậu hoa xanh. Giá chỉ 50.000 thôi ạ. Rồi em cảm ơn các bác.